làm được uống giảm mỡ nhanh bằng mật ong, chanh và muối. Với uống hộp này chúng ta sẽ ngâm nó trong khoảng 15 ngày thì chúng ta sẽ bỏ ra để sử dụng mỗi ngày 1 đến 2 lần thì chúng ta sẽ có một cái hiệu quả giảm mỡ cực kỳ nhanh. Đầu tiên là chanh thì chúng ta sẽ thái lát. Chanh chúng ta để nguyên vỏ, thái lát mỏng. Chúng ta đừng bỏ vỏ chanh bởi vì vỏ chanh rất là tốt. Chúng ta ngâm hỗn hợp chanh cùng với mật ong và muối trong vòng 15 ngày thì chúng ta sẽ có thể đưa ra và sử dụng. Chúng ta có thể sử dụng 3 đến 5 quả chanh tùy theo thời gian mà chúng ta sử dụng chúng ta uống. Mỗi ngày chúng ta uống thì chúng ta chỉ bỏ ra một lát, như vậy chúng ta cũng chỉ cần ngâm khoảng 3 đến 5 quả chanh là chúng ta có một cái hiệu quả giảm cân vô cùng là tuyệt vời rồi. Sau khi thái lát chanh xong thì chúng ta sẽ đưa chanh vào trong một cái hộp hoặc một cái lọ thủy tinh hoặc bằng sứ bằng sành. Chúng ta hạn chế dùng sử dụng bằng đồ nhựa vì chúng ta ngâm lâu ngày, cho nên chúng ta dùng bằng đồ thủy tinh, bằng sành, bằng sứ là tốt nhất mọi người nhé. Và khi mà chúng ta sắp lát từng lát chanh một trong hộp thì chúng ta sẽ rắc lần lượt một ít hạt muối lên trên từng lớp chanh một chút thôi, bởi vì chúng ta không nên cho quá nhiều muối. Cứ như vậy từng lớp chanh chúng ta sẽ rải một từng lớp muối cho đến hết. Đó, mọi người cứ tiếp tục rắc muối cho đến khi chúng ta sắp xếp hết toàn bộ các cái lát chanh mà chúng ta đã thái. Và cuối cùng là chúng ta sẽ dưới mặt ong lên sao cho sấp mặt chanh và dưới đều để tất cả các miếng chanh đều được tiếp xúc với mặt ong. Và chúng ta đã hoàn thành, chúng ta đã có một hỗn hợp chanh, muối, mật ong. Và chúng ta sẽ ngâm trong vòng 15 ngày mọi người nhé. Sau 15 ngày thì hỗn hợp này sẽ có tác dụng và phát huy hiệu quả tối đa, tốt nhất cho việc giảm mỡ, giảm cân. Sau 15 ngày thì chúng ta đã có một thức uống giảm cân vừa an toàn vừa hiệu quả. Chúng ta vừa lấy một thìa cà phê dung dịch kèm với một lát chanh, chúng ta pha cùng với nước ấm khoảng 5-60 độ. Và hỗn hợp này chúng ta sẽ sử dụng sau bữa ăn sáng hoặc sau bữa ăn trưa. Chúng ta sẽ sử dụng hàng ngày để mang lại hiệu quả giảm cân tốt nhất và an toàn nhất mọi người nhé. Các bạn hãy kết hợp cùng với việc luyện tập thể thao, chúng ta sẽ đạt được hiệu quả giảm cân, giảm mỡ nhanh nhất. Chúc các bạn thành công. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video này. Nếu video này hữu ích, hãy like và subscribe kênh của Kimmy Sport Vẻ Đẹp Mỗi Ngày nhé.